Anh em thân mến, hiện nay tình hình thế giới có nhiều thay đổi, đặc biệt là về mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn thăm chính thức nước Nga và gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là người bạn thân thiết. Ngược lại, Tổng thống Nga Putin cũng nhiều lần khẳng định mối quan hệ với Trung Quốc sẽ ngày càng bền chặt. Thế nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi, anh em ạ. Vì thực tế, ai cũng nhìn rõ rằng Nga-Trung vốn chỉ là mối quan hệ dựa trên lợi ích và đầy tính toán. Điều này khác hẳn với tình bạn hiếm có khó tìm, keo sơn bền chặt giữa Việt Nam và Nga. Vậy rốt cuộc vì sao Nga coi Việt Nam mãi là anh em, còn với Trung Quốc thì đầy tính toán? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc trước. Lật lại từng trang lịch sử thì chúng ta thấy rằng Trung Quốc trước kia luôn coi Liên Xô, hiện tại là Nga, là đồng minh lớn nhất. Đi đến coi Liên Xô là kẻ thù nguy hiểm nhất. Hiện nay tình hình đã thay đổi. Khi bị Mỹ quay lưng, Trung Quốc lập tức làm thân với Nga. Thậm chí mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn thăm chính thức nước Nga và gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là người bạn thân thiết. Chủ tịch Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh luôn chú trọng phát triển quan hệ với Moscow, nhất là khi Nga và Trung Quốc là những quốc gia láng giềng lớn nhất của nhau. Nga và Trung Quốc là đối tác chiến lược toàn diện. Chính điều này sẽ quyết định mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia nên như thế nào, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định. Ông Tập sau đó đã nêu quan điểm của bản thân về cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra ở Nga trong năm 2024 và nói rằng người dân Nga sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ ông Putin. Nhờ có sự lãnh đạo mạnh mẽ của ngài tổng thống mà nước Nga đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc phát triển trong những năm gần đây. Tôi chắc chắn rằng người dân sẽ ủng hộ mạnh mẽ ông vì những nỗ lực tốt đẹp đó, ông Tập nhấn mạnh. Còn đối với Nga mà nói thì mối quan hệ với Trung Quốc cũng như một nước cờ, luôn phải thật tỉnh táo và phải tính toán. Bởi hơn hết, Nga hiểu rõ mình đang chơi với ai. Hơn nữa, trong quá khứ, nước này đã nhận một bài học về bản chất của Trung Quốc. Còn lý do thân hơn với Trung Quốc là vì hiện nay, Nga hứng chịu liên tiếp biện pháp trừng phạt của Mỹ và đồng minh sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Nga trở thành quốc gia bị cấm vận nhiều nhất trên thế giới. Mục đích của phương Tây tung đòn cấm vận lên Nga là làm cho nước này kiệt quệ, bị cô lập với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, Moscow từng bước hóa giải tác động từ các hạn chế của phương Tây, tiếp tục tìm kiếm đối tác, liên minh mới. Và Nga đang thực hiện chiến lược đồng tiến, từ đó thân với Trung Quốc hơn. Thậm chí mối quan hệ giữa hai nước vô cùng gắn bó bền chặt, được mô tả là đạt được tầm cao chưa từng có tiền lệ. Tổng thống Nga Putin ca ngợi quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược song phương mà hai bên đánh giá là ở cấp độ cao nhất trong lịch sử. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức nước Nga và gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là người bạn thân thiết. Tổng thống Putin thân mến, tôi luôn gọi ngài là người bạn thân. Tôi rất vui mừng được đến Nga một lần nữa theo lời mời của ngài, đặc biệt là ngay sau khi đắc cử Chủ tịch Trung Quốc. Điều này cũng dễ hiểu vì ông Putin là nhà lãnh đạo nước ngoài mà ông Tập gặp mặt nhiều nhất kể từ khi ông trở thành Chủ tịch nước năm 2013, hơn 40 lần theo thống kê của báo chí phương Tây. Mỗi cuộc gặp của họ hẳn nhiên đều mang nhiều ý nghĩa chính trị quan trọng, nhưng có lẽ chưa lần nào quan trọng bằng lần này. So được với cuộc gặp này, có lẽ chỉ có cuộc ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức chưa đầy 3 tuần trước khi cuộc chiến ở Ukraine bùng phát. Bấy giờ, ông Tập gặp ông Putin bên lề Olympic mùa đông Bắc Kinh. Đó là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của ông Tập với một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng lên. Nếu quay ngược lại lịch sử khoảng 400 năm trước, từ khi nước Nga bắt đầu nên hình dạng như ngày nay, có thể nói mối quan hệ Nga-Trung chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ. Riêng chuyện phân định được đường biên giới Trung dài tới 4.209 km như bây giờ là không hề dễ dàng. Vào thập niên năm 1960, cả Liên Xô và Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông đều tự nhận là người bảo vệ chủ nghĩa xã hội và chống lại phương Tây. Thế nhưng khi đó, quan hệ giữa hai nước khi đó lại xấu đi tới mức nổ ra đụng độ vũ trang. Chỉ một thập kỷ trước đó, lãnh tụ Mao Trạch Đông là người bạn của Moscow. Lãnh tụ Liên Xô khi đó là Joseph Stalin ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi họ giành chiến thắng trong nội chiến, kiểm soát hầu hết lãnh thổ Trung Hoa, ngoại trừ đảo Đài Loan. Khi tới thăm Moscow vào năm 1949, ông Mao kêu gọi tình hữu nghị và hợp tác vạn năm giữa Trung Quốc và Liên Xô. Sau đó vào năm 1950, hai nước ký hiệp ước hữu nghị, liên minh và tương trợ, tất nhiên là cùng chống lại phương Tây. Vào năm 1950, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gửi 1 triệu chí nguyện quân, tức là quân tình nguyện sang Triều Tiên tham chiến. Khi đó, cả Bắc Kinh và Moscow
cùng ủng hộ lực lượng của ông Kim Nhật Thành ở miền Bắc bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, Liên Xô còn giúp đất nước Trung Quốc nghèo nàn, nông nghiệp và đông dân xây dựng nền công nghiệp nặng. Hàng ngàn chuyên gia Liên Xô tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng cho Trung Quốc. Thế nhưng, quan hệ liên minh anh em giữa hai nước xã hội chủ nghĩa này không kéo dài lâu. Sau khi lãnh tụ Liên Xô Stalin qua đời vào năm 1953, quan hệ giữa hai nước láng giềng này bắt đầu xấu đi. Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông cảm thấy đã có thể theo đuổi chính sách của riêng mình, đồng thời ông khinh miệt chính sách của nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev về chung sống hòa bình giữa khối xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Ông Mao lúc đó tỏ ra cấp tiến hơn cả Khrushchev. Mao Trạch Đông khi đó gọi Mỹ là hổ giấy và ám chỉ rằng Trung Quốc không sợ một cuộc chiến tranh hạt nhân. Sử gia Alexei Bogatyrov giải thích rằng ông Mao nhân dịp Stalin qua đời và sự dao động trong chính sách của Liên Xô để đưa Trung Quốc trở thành người lãnh đạo mới của phe xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, Moscow không chấp nhận điều đó, và thế là quan hệ hữu nghị Xô Trung tiêu tan. Vào năm 1960, tất cả các chuyên gia Liên Xô rời khỏi Trung Quốc, còn Đảng Cộng sản của hai nước này thì bắt đầu chỉ trích nhau thậm tệ. Căng thẳng quân sự giữa hai đồng minh cũ bùng phát khi Bắc Kinh tuyên bố họ không công nhận đường biên giới vẽ vào thế kỷ thứ 19 giữa Liên Xô và Trung Quốc. Lo lắng trước tuyên bố đó, Liên Xô triển khai tới gần 300.000 quân ở phần lãnh thổ châu Á giáp với Trung Quốc vào năm 1967. Adrian Danilevich, cựu phó tổng tham mưu trưởng quân đội Liên Xô, nói: "Chúng tôi cung cấp cho lực lượng quân sự bố trí ở miền Đông những vũ khí hiệu quả nhất và gửi vũ khí khí tài tới đó trước nhất." Chính phủ Liên Xô hiểu rằng giới chính trị gia và tướng lĩnh phương Tây vẫn tỉnh táo hơn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sự cố trên đảo Damaski, chân bảo, chứng minh điều này. Vào lúc đó, Trung Quốc đã sở hữu vũ khí hạt nhân nên xung đột giữa họ và Liên Xô có thể biến thành chiến tranh hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau khi xung đột kéo dài 2 tháng, giới hạn vào bắn súng ở trên đảo, các bên đã tìm kiếm được hòa bình. Vào ngày 11 tháng 9 năm 1969, Thủ tướng Liên Xô Alexei Kosygin thăm Bắc Kinh. Ông Kosygin và người đồng cấp Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận. Hai bên ngừng bắn và bắt đầu đàm phán về việc vẽ lại biên giới, giải quyết khúc mắc biên giới. Cho tới đầu thập niên năm 1980, Trung Quốc và Liên Xô vẫn bất đồng với nhau. Lãnh tụ Mao Trạch Đông thậm chí còn quay sang Washington để tìm kiếm liên minh với kẻ thù tư bản chủ nghĩa và đã thành công. Năm 1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon thăm Bắc Kinh. Sau đó, Mỹ và Trung Quốc tuyên bố bình thường hóa quan hệ và trên thực tế, họ đã thành lập được một khối chống Liên Xô ở Đông Á. Báo chí Liên Xô đã tức tối gọi Trung Quốc là những kẻ phản bội. Nhưng nhìn chung, dù bất mãn trước thực tế đó, Moscow cũng chẳng làm được gì cả. Liên Xô khi ấy còn vướng bận với nhiều rắc rối khác ở trên trường quốc tế. Như khủng hoảng tên lửa ở Tây Âu, chiến tranh ở Afghanistan. Và do vậy, tình hình trên vùng biên với Trung Quốc cơ bản được giữ nguyên trạng. Chỉ đến năm 1989, nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình mới ký một hiệp ước về phi quân sự hóa biên giới và tuyên bố quan hệ song phương đã được bình thường hóa. Hai năm sau, Liên Xô chấm dứt tồn tại. Mối quan hệ giữa hai nước chỉ được cải thiện vào cuối thập niên năm 1980 và phải tới tháng 12 năm 1999, Trung Quốc và Nga, quốc gia thừa kế của Liên Xô, mới có thể chính thức tuyên bố tranh chấp biên giới kéo dài hàng trăm năm đã được giải quyết. Hai năm sau, Trung Quốc và Nga ký hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác thân thiện, nỗ lực nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Ngày trước chuyến thăm của ông Tập tới Moscow, ngày 20 tháng 3, ông Putin đã có bài đăng trên Nhân dân Nhật Báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ca ngợi hợp tác giữa hai nước. Năm 2022, thương mại song phương của chúng ta vốn đã rất đáng kể vào thời điểm đó, đã tăng gấp đôi, đạt 185 tỷ đô la Mỹ. Đây là một kỷ lục mới. Hơn nữa, chúng ta có mọi lý do để tin rằng mục tiêu 200 tỷ đô la Mỹ do Chủ tịch Tập Cận Bình và bản thân tôi đặt ra sẽ sớm đạt được vào năm nay, thay vì năm 2024. Hơn một thập niên qua, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga với các sản phẩm năng lượng và khoáng sản chiếm phần lớn hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Điều chắc chắn sẽ càng được củng cố bởi cuộc chiến ở Ukraine. Hiện mối quan hệ Trung-Nga tốt đẹp không chỉ xuất phát từ những nhân tố bên trong hai quốc gia này, mà còn bởi căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc và Nga. Việc họ xích lại gần nhau để cân bằng với Mỹ và phương Tây trở nên tự nhiên. Sau khi xung đột Ukraine nổ ra, các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga
ngày càng khắc nghiệt, bao gồm lệnh cấm bán dầu, khí đốt và giới hạn giá dầu thô, cấm hệ thống ngân hàng Nga vào SWIFT, hệ thống nhắn tin quốc tế cho phép giao dịch ngân hàng và đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở nước ngoài. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không hùa theo phương Tây. Theo dữ liệu của chính phủ Trung Quốc, Nga đã vượt qua Saudi Arabia trong 2 tháng đầu năm 2023 để trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc. Năm 2022, bất chấp các lệnh cấm của phương Tây, Nga là nhà cung cấp dầu thô lớn thứ hai của Trung Quốc, vận chuyển 86,2 triệu tấn. Tuy nhiên, các công ty lọc dầu Trung Quốc sử dụng công ty trung gian để xử lý vận chuyển và bảo hiểm dầu thô Nga nhằm tránh vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây. Về mặt chiến thuật, Trung Quốc và Nga hiện đang cảm thấy cần nhau hơn bao giờ hết. Đơn giản bởi lợi ích của hai bên đang song trùng. Nga có những gì Trung Quốc cần và ngược lại. Có điều, không biết lịch sử có lặp lại hay không khi thăng trầm của mối quan hệ song phương từng được xác định bởi bên nào mạnh hơn qua rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng trước đây. Đó là mối quan hệ đầy tính toán những lợi ích giữa Nga và Trung Quốc. Còn với Việt Nam, Nga luôn có một tình cảm đặc biệt. Nga luôn coi Việt Nam là anh em và Việt Nam cũng vậy. Như lời Tổng thống Nga Putin từng nói, tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam đã vững vàng vượt qua được những thử thách nảy sinh từ nhiều sự kiện bi thương của thế kỷ 20, cũng như những biến đổi kỳ vĩ trên thế giới và ở hai đất nước chúng ta. Song có một điều còn mãi không bao giờ thay đổi, đó là quan hệ tôn trọng lẫn nhau, là truyền thống tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau, là biết trân trọng sự giúp đỡ vô tư, không hề vụ lợi của các đối tác, không khi nào phản bội. Về điều này, tôi muốn dẫn ra đây những lời nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, uống nước nhớ nguồn. Tôi coi những lời này là sự ủy thác tinh thần cho các thế hệ công dân hôm nay và mai sau của hai đất nước chúng ta. Nhất định phải ghi nhớ về những trang sử chung, về những gì gắn bó chúng ta. Đó chính là sự đảm bảo tình kế thừa và sự bền vững cho mối quan hệ hướng đến tương lai. Chúng tôi thực lòng vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đạt được trên con đường tiến hành công cuộc đổi mới quan trọng về kinh tế và xã hội. Nước Nga chúng tôi cũng đang thực hiện những nhiệm vụ quốc gia quy mô lớn. Chúng tôi coi việc tham gia tích cực vào tiến trình hội nhập ở quy mô toàn cầu cũng như cấp độ khu vực là nguồn lực phát triển hùng hậu. Chúng tôi coi trọng sự hợp tác với các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khu vực mà Việt Nam đang nổi lên là một trong những trung tâm dẫn đầu về tăng trưởng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hai nước chúng ta được kết nối bởi những quan điểm phần nhiều tương đồng nhau về những vấn đề thuộc chương trình nghị sự thế giới. Chúng ta đang cùng nhau tìm kiếm phương thức đối phó với những nguy cơ và thách thức mới. Chúng ta bảo vệ tinh thần, thượng tôn pháp luật trong công việc quốc tế, bảo vệ tính chất duy nhất, không gì thay thế của những công cụ chính trị, ngoại giao trong giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền của bất kỳ quốc gia nào được tự mình lựa chọn con đường phát triển. Anh em thân mến, có lẽ hiếm có quốc gia nào trên thế giới lại được nhân dân Việt Nam dành tình cảm sâu sắc như nước Nga. Tình hữu nghị, thân ái giữa hai dân tộc có gốc rễ bền chặt và ngày càng được mở rộng, nâng tầm trên nhiều lĩnh vực. Xứ sở Bạch Dương không chỉ là nơi đã làm nên cuộc cách mạng tháng 10 vĩ đại trong lịch sử, nơi Bác Hồ tìm thấy chân lý của tự do, mà còn là đất nước của những con người nhân hậu, bao dung, luôn đồng hành, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong những thời khắc cam go nhất của lịch sử. Và đất nước con người Việt Nam sẽ không bao giờ quên những ân tình đó. Bác Hồ mất, bạn Nga đã khóc. Từ có những năm tháng gắn bó với đất nước và con người nơi đây, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Quang cho biết, đối với ông, nước Nga đã trở thành quê hương thứ hai, quên sau được những mùa thu vàng Moscow, những đêm trắng trên bờ sông Neva, tuyết rơi ở Saint Petersburg và cả những ca khúc đã trở thành những bài hát nam long của các thế hệ hai dân tộc Việt Nga như Katyusha, Kalinka, Cây Bạch Dương, Chiều Hải Cảng. Những giai điệu ca từ qua những thăng trầm của thế cuộc, qua những đổ vỡ mất mát vẫn vẹn nguyên, tựa như điều thiêng liêng không thể mất giữa hai dân tộc. Ông Vũ Quan bồi hồi nhớ lại. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Quan xúc động: "Tôi sang Nga từ năm 1954. Mọi thứ với chúng tôi từ văn hóa, ngôn ngữ đều lạ lẫm và bỡ ngỡ. Không có từ điển nên các thầy cô Nga vô cùng vất vả. Gần như họ phải cầm tay chỉ điểm từng thứ một khi dạy ngôn ngữ. Bù lại, chúng tôi đã được thầy cô Nga chỉ bảo rất ân cần, tận tâm như con em của mình. Từ chỗ không biết tiếng Nga, chúng tôi đã trở thành những người phiên dịch, trong đó có cả những phiên dịch cấp cao của Đảng và Nhà nước." Giai đoạn ông Vũ Quan còn đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Thời điểm đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn kháng chiến chống Mỹ vô cùng cam go.
người dân Nga đã luôn sát cánh và thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với đồng bào ta. Tôi đã chứng kiến rất nhiều tình cảm xúc động mà nhân dân Nga dành cho Việt Nam. Mỗi ngày, khi cửa của Đại sứ quán vừa mở, đã có rất nhiều cụ già, các cựu chiến binh trên tay cầm quyển sổ lương, danh dụ của mình để quyên góp cho nhân dân ta. Nhiều cựu chiến binh tuổi đã cao, bước đi phải chống gậy, nhưng cũng nhất quyết đòi sang Việt Nam tình nguyện chiến đấu chống Mỹ. Xúc động nhất là hình ảnh các em thiếu nhi Nga xếp hàng dài cả con phố trước cửa Đại sứ quán để mang quyển vở, bút chì, quần áo nhờ chúng tôi chuyển về cho học sinh Việt Nam. Nhưng có lẽ khó quên nhất là khi bác Hồ mất, người Nga đã chia sẻ nỗi đau với chúng ta không khác gì người thân. Ngay từ khi trời mới tảng tảng sáng, đã có hàng nghìn người đến xếp hàng, kiên nhẫn dưới mưa lạnh để được vào viếng bác trước cửa Đại sứ quán Việt Nam. Trong số đó có cả những em bé thiếu nhi, những cụ già râu tóc bạc phơ, những cựu chiến binh, rất nhiều người mắt đã đỏ hoe. Họ lặng lẽ, kính cẩn nghiêng mình trước sự ra đi của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Chứng kiến hình ảnh này, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã rất xúc động. Đó là một tình cảm chân tình, gắn bó, thân thiết và không gì có thể đong đếm được. Không một ngôn từ nào có thể kể xiết. Có thể nói, với Việt Nam, nước Nga luôn nồng hậu. Trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Pháp, Mỹ, quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đều có Nga bên cạnh, giúp đỡ trong mọi lĩnh vực từ quân sự, y tế, lương thực, thực phẩm. Chính vì mối thân tình ấy mà bất kỳ người Việt Nam nào mỗi lần nghe đến nước Nga đều dậy lên một mối cảm tình, tình cảm trào dâng của sự hữu nghị, thân thiết và yêu quý. Tổng thống Putin luôn dành cho Việt Nam cảm tình đặc biệt. Chia sẻ cảm xúc về Tổng thống Nga Vladimir Putin, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan bày tỏ, không chỉ riêng tôi mà thế giới ghi nhận ông Putin là người có tầm chiến lược, đề ra những quyết sách đưa nước Nga trở lại vị trí cường quốc. Đóng góp cho nước Nga của ông Putin là điều không thể phủ nhận. Từ một nước khủng hoảng trầm trọng sau khi Liên Xô tan rã đến vị thế trên trường quốc tế như ngày hôm nay. Và dường như định mệnh đã đúng, khi ông Putin đã chặn đứng được sự sụp đổ kinh tế, ngăn được sự tan rã, khủng hoảng về chính trị ở Nga. Đồng thời, chính vị Tổng thống này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao được vị thế của Nga trên trường quốc tế. Từ nhiều lần gặp gỡ Tổng thống Putin, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho biết, bản thân ông rất ấn tượng với phong cách quyết đoán, mạnh mẽ của người đứng đầu Điện Kremlin. Khi trao đổi với chúng tôi trước các vấn đề, quyết định, ông ấy luôn dứt khoát và bày tỏ thái độ rõ ràng. Thứ hai, ông ấy rất bình dị và cởi mở, luôn làm cho người đối diện cảm nhận được sự chân tình, ấm áp. Ngay trong những cuộc tiếp xúc giữa hai nước, ông ấy đều bày tỏ mối ân tình đặc biệt vốn có của người Liên Xô nói chung và nhân dân Nga nói riêng dành cho Việt Nam. Tình cảm này thể hiện rất rõ rệt và chúng tôi cảm nhận được điều đó qua những cuộc tiếp đón và bàn bạc những quyết sách của hai nước. Theo ông Vũ Khoan, điều này cũng dễ hiểu bởi ông Putin cũng được đào tạo và lớn lên trong chế độ Xô Viết, nên ngay bản thân Tổng thống Putin cũng có những tình cảm đặc biệt, thân tình với nhân dân Việt Nam và luôn tạo điều kiện để hai nước có sự hợp tác phát triển. Có thể nói, cuộc gặp gỡ nào, ông Putin cũng bày tỏ thái độ cởi mở, chân thành. Đánh giá về mối quan hệ của Việt-Nga trong giai đoạn hiện nay, nguyên Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị, thân tình giữa hai dân tộc Việt-Nga không ngừng được nâng cao và phát triển. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin đã đề ra chiến lược Á-Âu gắn kết giữa phần châu Âu và châu Á của Nga. Điều này biểu hiện mong muốn hướng tới châu Á-Thái Bình Dương của Nga. Trong đó, có thể coi Việt Nam là một mắt xích rất quan trọng trong khu vực này. Đó là quyết sách của ông Putin, cũng là quyết sách của Nga. Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin lần này là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy sự bền vững trong mối quan hệ hai dân tộc Việt-Nga. Anh em thân mến, có thể thấy tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga sau này đã có bề dày lịch sử, được thử thách qua thời gian, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đây là di sản vô cùng quý giá của hai dân tộc. Trong những năm tháng khó khăn nhất, ở những thời điểm tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ trí tình, trí nghĩa, anh em của nhân dân Nga trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ngược lại thì những người con ưu tú của Việt Nam cũng đã chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô vào những ngày tháng khốc liệt nhất trong mùa đông năm 1941. Đó là những trang sử, những tình cảm đặc biệt mà chỉ hai nước Việt-Nga mới có.
chỉ mong rằng tương lai sau này, mối quan hệ giữa hai nước sẽ càng keo sơn, bền chặt hơn nữa. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay, Hội ước Thời chiến xin được cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mấy anh em xem thêm những video hay nhất của Hội ước Thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video lần sau.